Hồ Quang Hiếu và bạn gái kém 17 tuổi khoe giấy đăng ký kết hôn. Giọng ca Con Bướm Xuân và bạn gái Tuệ Như đã chính thức về chung một nhà. Mới đây, Hồ Quang Hiếu chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên bạn gái, trên tay là giấy đăng ký kết hôn. Nam ca sĩ cho biết, sau màn cầu hôn thành công, ngay ngày hôm sau tôi và Tuệ Như ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Cả hai rất hạnh phúc khi đặt bút ký tên vì chính thức trở thành vợ chồng, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, công việc. Tôi cũng bất ngờ vì làm thủ tục khá nhanh và hoàn thành trong khoảng 30 phút. Làm vợ ở tuổi 23, Tuệ Như nói cô không áp lực vì luôn có Hồ Quang Hiếu bên cạnh quan tâm, chăm sóc và tư vấn cho cô nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống lẫn công việc. Cả hai đang lên kế hoạch có em bé trong năm 2023. Trước khi làm mẹ, tôi và anh Hiếu đã thăm khám sức khỏe, nghe tư vấn dinh dưỡng trước và trong quá trình mang thai để có một thai kỳ cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Tôi cũng học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người thân trong gia đình. Tôi từng lo sợ bản thân sẽ gặp áp lực, trầm cảm sau sinh nhưng tôi cảm thấy an tâm vì anh Hiếu là người của gia đình, anh rất chu đáo mọi thứ. Anh là chỗ dựa vững chắc của tôi, Tuệ Như nói. Sau khi sinh con, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như mới tổ chức đám cưới vì muốn con chứng kiến ngày vui hạnh phúc của bố mẹ. Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983, quê Đắk Lắk. Anh nổi tiếng qua nhiều bản hit như Chỉ Cần Em Hạnh Phúc, Không Cảm Xúc, Con Bướm Xuân, Đổi Thay, Nơi Ấy Con Tìm Về. Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Ngoài âm nhạc, anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như Giải Cứu Tiểu Thư, Hổ Phụ Nuôi Hổ Tử, Thiếu Niên Ra Giang Hồ. Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau, hiện là người mẫu tự do. Người đẹp từng tham gia trình diễn thời trang trong show của nhiều nhà thiết kế Việt.